Xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Đây là kỷ niệm khi mà bầu khoai tây được 6 tháng. Ba và má khoai tây đã đi ra công viên nơi có những cái cây hoa anh đào nở rất là đẹp để chụp hình kỷ niệm bầu khoai tây. Lúc đây là mùa hoa anh đào nở rộ, cho nên thành ra là phong cảnh rất là đẹp. Nguyên một con đường hả, có rất là nhiều cây hoa anh đào, cho nên thành ra là tranh thủ ra chụp hình, chứ không thôi là chừng khoảng cỡ một tuần là hoa anh đào nó rụng cánh hết trơn à. Biết là trước này trước mua cái phí gì chúng ta phải sao có tính Còn đây là những bông hoa táo. Bác khoai tây thấy là hoa táo nó cũng đẹp như hoa anh đào vậy. Cái thời điểm mà chữ khoai tây được 5-6 tháng là lúc đó là mùa hè, cho nên thành ra là trăm hoa đua nở, đâu cũng đẹp hết á. Hoa nở quá trời luôn. Nè, đây là hoa táo nè, nở chi chít luôn. Đây là hình ảnh ngắn ngắp dài của ba khoai tây. Đây là chủ nhật, một có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi và mà hả má khoai tây lôi đầu bà khoai tây đi chụp hình quay phim để kỷ niệm bầu khoai tây chiều con chiều vợ, cho nên thành ra phải đi chứ. Chứ cũng như các đàn ông khác thì ba khoai tây cũng không quá thích quay phim chụp ảnh lắm, nhưng mà điều có vui là quay phim chụp ảnh thì không chịu, mà tới chừng mà có phim có ảnh nó lại thích đi khoe bên nhà nội. Không biết là mấy ông mấy chú mấy anh có như vậy không ta. Như ba khoai tây vậy đó. Bầu nhưng mà má khoai tây cũng cố gắng tạo nhiều kiểu dáng cho nó dễ thương. Ê, nằm lên nằm xuống cũng vất vả lắm, tội nghiệp khoai tây dễ sợ luôn. Ba khoai tây là hơi đơ tại vì không có quen. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé.